Carbon thì nó sẽ không hút cho 500. Mình có cái 500 đây nè. Rồi. Ê. Gì đây? Carbon là kỳ vậy? Anh cameraman có thể là đây không? Trời ơi. Sao mà carbon nó hít vậy? Chào các bạn trở lại với kênh review xe đạp của Tâm Đức. Mấy nay thì Tâm Đức không có được chạy xe ngoài, tại vì mấy nay toàn là chứng kiến cảnh tiễn em về nhà chồng không à. Hôm nay thì bên mình cũng chuẩn bị đưa dâu, đưa em này về nhà chồng. Thì cái con này thì được giới thiệu là khung sườn carbon. Đó. Này nhôm. Đấy. Thì để coi là mình thử coi là nó có đúng là carbon không nha. Thì sườn này coi. Carbon thì nó sẽ không hút cho 500. Mình có cái 500 đây nè. Hút nha. Ồ hay, để dưới này đi. Đấy. Wow. Không rớt nha mọi người. Đây. Không ăn. Rồi. Ê. Gì đây? Carbon là kỳ vậy? Anh cameraman có thể là đây không? Trời ơi. Sao mà carbon nó hít vậy? Rồi, tới đây thì nó không hít nha. Wow, kỳ vậy. Cái này phải kiện lên Sava mới được. Cái này không ăn nè. Rồi, các bạn biết tại sao không? Đây, anh cameraman có thể lại đây không nè. Các bạn thấy cái dây thắng chỗ này không? Thì dây thắng chỗ này nó hít nè. Vậy dây thắng nó đi đây, nó đưa cái đường đây nè. Cái dây thắng này hít mạnh lắm nha. Tại vì cái sợi này là sợi cáp dùng thép không rỉ. Đó, cho nên là nó cực kỳ là hít. Đấy, ơi, chắc chưa? Hít chắc chưa? Đó, cho nên là các bạn nào mà chơi xe chuyên nghiệp á thì mua cái này giùm mình, chúng ta đi mua xe chúng ta thử luôn ha. Chỗ nào mà carbon hay là chỗ nào mà làm bằng sắt thì mình biết hết. Đây, bây giờ mình thử chi đông luôn nha. Không ăn nha mọi người. Chi đông, cái này là nhôm, cái này là nhôm, cái này là của thằng Knight. Thì ở phía trước của cái con xe này á thì chúng ta được cái ghi đông này bằng nhôm này to này để có thể nghỉ được nè, và cái tay lắc ở đây là sử dụng tay lắc của Shimano 105. Đấy, Shimano thì mọi người thích á, là họ chia sẻ với mình là tại vì cái hành trình mà lên clip á nó ngắn, ví dụ chạy bẹt lên liền, họ chạy bẹt lên liền, và cái tay lưỡi gà như này bấm một cái thì nó xuống clip hoặc là xuống dĩa, tại vì nó ngắn như vậy cho nên là người ta thích thì họ chia sẻ với mình như vậy. Còn những cái tay đề khác thì nó tích hợp chung luôn á, nó phải vả mạnh hơn. Rồi, thì ở trước này chúng ta cũng có bộ phụ tùng của Shimano là thắng nè, thắng gươm một ấp của 105, tay lắc 105, đề trước là của Shimano 105, dò dĩa cũng là Shimano 105 luôn, và cái đề sau cũng Shimano 105. Đấy, xích này để mình coi nha. Xích này là xích của KMC. Đấy, xích của KMC. Ở phía sau này chúng ta có 11 clip, ở trước có 2 dĩa. Đấy. Thì cái con xe này thì mình thấy là yêu từ cái màu. Mình rất là thích cái màu đen dạng nhám nhám như thế này. Đó. Và cái tem họ làm trên này nhá, họ làm như là tiền nha mọi người. Nó rờ lên nó cọm đã lắm. Không biết là nó dán hay là nó sơn, không biết cái công nghệ nó như thế nào, nhưng mà mình rờ vô nó rít 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 rít, nhưng mà nó cọm lên. Đó. Bây giờ mình sẽ thử cái tiếng kêu nó. Tại vì những chiếc xe mà đua đắt tiền như thế này, mình phải yêu cầu cao về cái tiếng kêu. Để làm gì? Để chạy để mà khè với bạn bè chứ. Không lẽ chạy xe ngoài đường mà bạn bè nó chạy nó kêu quá, mà nó cũng mấy chục triệu, mình xe này mấy chục triệu chứ giỡn đâu. Cho nên là chúng ta phải co em nó kêu cho các bạn coi. Ôi sao nhẹ vậy? Trời đất ơi. Mọi ơi. Một ngón tay luôn. Rồi, rồi. Đây, kêu cho mọi người nghe nào. Đấy. Cái tiếng của nó thì mình cảm giác như nó dịu dàng của một thiếu nữ mới lớn hay sao. Nó kêu chứ không phải là tiếng vai sầu. Kiểu cái kiểu này các bạn phải chạy nhanh á, tại vì mình đạp ở đây không có được nhanh. Đó. Đấy. Cái tiếng kêu nó như vậy đấy. Cái tiếng kêu của Sava thì nó đặc biệt, nó khác.
mình thấy là những hầu hết tất cả các cái xe mà các bạn mua mà từ 16 triệu trở lên á, thì mọi chiếc nó cái tiếng kêu khác. Ví dụ như là Java thì cái tiếng kêu nó nhanh hơn, nó đánh nhanh hơn. Còn cái con này á, thì nó đánh cái tiếng cạch cạch, nó cắt ra xa hơn đó, thì nó tạo ra tiếng kêu đặc biệt như vậy. Được rồi, cái yên này là cái yên của Vizic. Yên Vizic, yên này thì được bầu phía sau ôm cái mông của mình, nhưng cái mũi nhọn phía trước thì mình nghĩ là cái mũi nhọn phía trước này nó càng làm nhỏ thì chúng ta đạp á, đạp xuống vậy nè, nó không có vướng cái đùi của mình. Đó, đó là cái yên này nó được như vậy. Đấy, Vizic. Vizic xịn. Rồi, nếu các bạn muốn sở hữu con xe này hoặc là các bạn muốn trải nghiệm con xe này thì các bạn có thể click ngay đường link bên dưới để chúng ta đọc thêm về tài liệu con này. Ví dụ như cái khung carbon này nè, mình biết được là nó làm từ sợi carbon Touray T800 của Nhật. Đó, thì cái này thì mình tìm hiểu ở trên mạng thì mình biết được cái khung carbon này. Và nếu các bạn mà muốn chạy thử hay là xem thử, rờ thử thì có thể đến ngay với showroom của Tâm Đức. Còn bây giờ thì chúng ta phải gói ghém em nó lại rồi tiễn em nó về nhà chồng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn trong các video lần sau.